Chào các bạn, mình là Quỳnh Anh. Hôm nay mình đến đây để giới thiệu các bạn về khóa học Camber với chủ đề là bó hoa Camber. Và nội dung của khóa học mình sẽ trình bày về các mẫu hoa như mẫu đơn, hoa hồng, hoa lan và các loại hoa phụ trợ khác để cho cái bánh mình được phong phú hơn, nhất là về màu sắc, về chủng loại hoa. Và điều quan trọng là mình sẽ chia sẻ về nguyên lý pha màu. Đây là dựa trên những quy tắc cơ bản về mỹ thuật mình đã ứng dụng vào trong Camber của mình. Nó tạo được cái nét độc đáo riêng cho bánh của các bạn. Bây giờ chúng mình cùng bắt đầu khóa học nhé.